mình nhìn anh Bạch em hồi hộp thêm. Em làm như anh là khủng long vậy. Tại sao nhìn anh hồi hộp? Anh cũng bình thường thôi. Cái này mới là ghê nè. Số này mới là ghê. Hồi hộp vì số này. Alo. Gì gục ngã quá vậy anh? Ngân hàng chào mua chiếc cặp số 6 giai đoạn này là 18.340.000. Chấp nhận hay không chấp nhận? Anh xin được chia sẻ một chút xíu thôi. Đơn giản là nếu mà những người kiếm an toàn là trên hết á, những người mà coi như là theo dân gian truyền thống là ăn chắc mặc bền á, thì nhận 18.300.000 là 40 là nó có sẵn ở trong tài, nóng hổi nó thiệt. Còn con số ảo còn lại thì nếu như mở ra trên kia 100 triệu, chắc chắn em còn 75.000. Ngược lại mở ra 75.000, chắc chắn em có 100 triệu. Nhưng mà vấn đề là không biết cặp đó nằm ở đâu. Cho nên những người an toàn là trên hết thì kia em chấp nhận. Còn những người phiêu lưu mạo hiểm, những người chắc như đinh đóng cột, 100 triệu nằm đây. Mà cái điều đó thì không thể chắc là bởi vì không ai biết hết. Thì trước giờ có nhiều người được 100 triệu không anh? Một năm thì có một người, năm nay chưa có ai. Chắc em là người trong năm nay. Sao ta, sao anh? Nguyễn, em hãy nói đi. Em đền 100 cái áo dài cho cô này trong suốt cuộc đời còn lại. Theo ý kiến của anh Nguyễn thì đã đến đây rồi, thì theo ý của anh Nguyễn là sẽ chơi tới cùng. Nhưng mà cái quyết định là em, nếu như mà em tiếp tục đi tiếp mà cũng không được 100 triệu thì giống như anh Bạch nói, anh sẽ đền áo dài cho em. Dạ. Tới đền áo dài hoài, chừng nào đủ 100 triệu trừ ra rồi cho em không vậy đó. Ờ, vậy là cứ chơi hả? Còn quyết định thì tùy em. Anh Bạch thấy để sao? Để em hỏi trách móc á. Anh Bạch thấy sao? Anh thấy em đồng ý 18 triệu cũng được, mà em không đồng ý, em không chấp nhận, anh cũng ok. Anh dễ tắm á. Chết rồi, không biết sao nè. Ok, chơi tiếp luôn. Nhưng mà nếu em được 100 triệu em cho nó nhiêu? Dạ 10.000. Ủa, 10 triệu 75.000. Rồi, ok, vậy đi. Dạ, thôi, tại hai số này đúng em rồi. Được này thì anh được cái kia. Đúng rồi. Ok, rồi, bắt đầu chơi tiếp. Dạ. Thì nói một câu là chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ thưa, không chấp nhận. Khán giả trường quay háo hức đón giùm tôi cái cặp số 6 này có đúng là 100 triệu hay là 75.000? Ai mà đón 75.000 em ghét người đó nha. Số 2, sai ghế số 2, cô mặc áo khoác. Dạ, xin mời cô đứng lên cho mọi người vỗ tay chúc mừng. Ngày thứ hai dự đoán chiếc cặp số 6 của bạn Giáng Tiên. Khối 4 hàng 1 và ghế số 3 sọc caro đen. Chúc mừng em. Và xin mời dự đoán cặp số 6. Tôi tên là Xuân, tôi xin đoán cặp số 6 là 75.000. Tôi tên là Duy Thanh, tôi đoán cặp số 6 là 100 triệu. Xin cảm ơn bạn Duy Thanh. Và bây giờ sẽ xem cặp 12 để biết coi ai trúng thưởng 500.000. Người mẫu Hồng Hân, xin mời bạn. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị xem ẩn số cuối cùng của người chơi Giáng Tiên. Xin mời người mẫu Tuyết Minh. Thưa quý vị, và đây cũng là tiền thưởng dành cho thí sinh. Có thể nói mùa này, chúng ta có một người với giải thưởng cao nhất của chương trình đi tìm ẩn số. Giải thưởng ẩn số cuối cùng của chúng ta là 100 triệu đồng.